Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 thông báo bạn một chương trình hay chứ. Hôm trước mình có từng giới thiệu cho các bạn khi đăng ký, các bạn nhận được 500 tóc cần nam TT này nó về các bạn. Mình tuyển được 2 ghép. Hiện giờ chương trình này ghép vẫn còn, các bạn làm được nha các bạn. Bạn nào chưa chơi thì đăng ký một cái tài khoản chơi. Mình có đăng ký là tự động tóc cần nó trả về cho mình nha các bạn. Thì mình để video hướng dẫn đăng ký và link đăng ký với phần link mô tả cho các bạn luôn nha các bạn. Dạ mình cập nhật thêm cái đồng chương trình này góp của tóc cần sàn Coinbase nha tất cả các bạn. Khi các bạn đăng ký các bạn sẽ nhận được 30.000 CNR ghép 5 tầng. Bạn giới thiệu được một level 1 cho một người là bạn nhận được 30.000 CNR. Bạn giới thiệu cho số 1 nè. Số 1 giới thiệu cho người số 2 bạn sẽ nhận được 15.000 CNR là tương đương khoảng 300 đô, 175. Đấy, giá hiện tại của nó là 0.01 đô USD các bạn. Mình sẽ vào cái con web game casino, mình sẽ cho tìm hiểu cho các bạn coi các bạn. Rồi ta. Rồi. Phần link mình có đẩy phần link cho các bạn tìm hiểu, hoặc các bạn nhấp vào đây bạn tìm hiểu các bạn. Các bạn nhấp vào cnr.casino các bạn, nó sẽ log lên một cái trang game casino, nó có chương trình này góp này các bạn. Rất là tuyệt vời luôn các bạn ơi. Mình các bạn cũng thông cảm nha các bạn, mình có cập nhật gì mà từ trên kênh của mình thì mình sẽ cập nhật lên, chứ mình không có cố tình đăng video lặp đi lặp lại đâu. Mong các bạn, tất cả các bạn thông cảm, có nhiều bạn không hiểu thì mình giải thích rõ ra cho các bạn luôn. Các bạn đăng ký KYC chỉ cần một giấy chứng minh nhân dân mặt trước mặt sau và cầm cái hình chữ .io và chữ ký mình là được các bạn, ngày tháng năm là được các bạn. Không cần KYC mà hộ chiếu với bằng lái xe gì cũng được nữa. Rồi, các bạn chờ chút nha các bạn. Thì mình xin lỗi nha các bạn. Cái web casino nãy nó bị trong web nó bị nặng quá, máy mình nó không nổi các bạn. Để cái video sau mình cập nhật lên các bạn. Và mình đã từng review cho bạn con BTC này, mình cập nhật thêm thông tin nữa các bạn. Con BTC này nó có chương trình giới thiệu là khi các bạn đăng ký người đầu tiên các bạn nhận được 1.000 tóc cần BTC trên là tóc cần của sàn các bạn, các bạn sẽ nhận được tương đương khoảng 100 đô. Nó có chương trình airdrop là chia sẻ giới thiệu là bạn chia sẻ được 10 ghép các bạn sẽ nhận tiền phần trăm của nó, phần trăm giao dịch của người đó là 15% các bạn. 20 người là các bạn được 20%. 25 người ơi, 50 người các bạn nhận được 25%. Như người đó mà được 1 triệu các bạn được 25.000 vậy đó. Thì cứ dài xuống quay các bạn. Con này nó phao mình nhấp vào đây cho các bạn tìm thấy. Sàn này chương trình này góp nó còn 22 ngày nữa là kết thúc các bạn, mà cái sàn này là nó chính thức là cho mình giao dịch cái đồng token này là ngày 15 tháng 5 năm 2020 nha các bạn. Các bạn cố gắng mà tha hồ mà tiến ghép các bạn. Mình phải chơi mấy kẹo thứ này lắm, tại vì càng lâu càng lợi thế cho mình tiến ghép các bạn. Mình chia sẻ bạn bè chứ không có chơi. Bạn nào thương mình thì đăng ký dưới link của mình. Còn không có lên trên web gõ btc.btces.net. Rồi các bạn đăng ký cũng được nữa. Thì link đăng ký Coinbase và Nam TT và Coinbase và cái sàn BTC Exchange này mình sẽ để dưới phần link mô tả. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn sẽ cứ để lại comment dưới, mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn nha các bạn. Hẹn và bây giờ mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Chúc các bạn kiếm thật là nhiều tiền đó các bạn. Ồ, mới đăng ký chỉ được 3 bữa mà về tạ quá, hên quá. Vậy chào tạm biệt.